Thưa quý vị, hiện nay thì chúng ta dễ dàng bắt gặp những chiếc lá bồ đề để ở trên xe ô tô hay trong những chiếc ốp điện thoại di động. Vậy thì ý nghĩa của những chiếc lá bồ đề này là gì ạ? Thì đối với cây bồ đề thì chúng ta vẫn biết được đó là biểu trưng cho trí tuệ và sự giác ngộ của Đức Phật. Cho nên là đối với cây bồ đề hay còn được gọi là cây giác ngộ. Và theo điển tích về Phật giáo thì Đức Phật Thích Ca đã ngồi thiền định dưới gốc cây bồ đề và từng bước giác ngộ giáo lý của đạo Phật. Cụ thể là Đức Phật đã ngồi thiền định dưới cây bồ đề liên tục trong 49 ngày, sau đó đạt tới sự giác ngộ cuối cùng. Và sau khi giác ngộ thì Đức Phật đã đi khắp nơi ở châu Á để truyền bá giáo lý và hướng mọi người đi theo đạo Phật. Ý nghĩa của lá bồ đề trong phong thủy. Lá bồ đề có hình dạng giống như hình trái tim, thường mang tới sự ấm áp, dạt dào tình cảm, cho nên cũng tượng trưng cho tình thương, sự từ bi của Đức Phật luôn dành cho con người. Vì thế mà lá vật phẩm phong thủy bồ đề thì được dùng để hộ mệnh và mang lại nhiều sự may mắn cho những tín đồ Phật giáo sử dụng. Theo nhiều quan điểm phong thủy thì lá bồ đề màu vàng sẽ giúp cho mọi người nhìn công việc một cách thấu đáo, cẩn trọng những quyết định trong công việc của mình. Không chỉ vậy, lá bồ đề còn giúp cho tâm con người luôn được che mát, soi bóng và thức tỉnh. Khi mang theo lá bồ đề đã được thỉnh thì sẽ giúp chúng ta có những cái sự thức tỉnh hơn này, đặc biệt thì có nhiều công năng trong phong thủy. Cụ thể, lá bồ đề sẽ mang lại sự may mắn che chở để vượt qua những lúc khó khăn, sóng gió trong cuộc sống. Lá bồ đề còn có tác dụng trừ ám khí, củng cố sự may mắn, thu hút duyên lành, giúp cho cuộc sống trở nên hạnh phúc và viên mãn hơn. Bên cạnh đó thì lá bồ đề còn giúp thu hút tài lộc cho người chủ nhân. Vậy lá bồ đề phong thủy thì nên để ở đâu để phát huy được những công năng của mình? Cụ thể, lá bồ đề có thể đặt trên bàn thờ để cầu mong phước lành, để đầu giường để giúp chúng ta ngủ ngon, hay là đặt trên bàn làm việc để cầu công danh sự nghiệp thuận lợi. Ngoài ra, rất nhiều người còn để trong xe ô tô, để trong ốp điện thoại di động, túi xách, móc hay là ví khóa để mong sự bình an, may mắn sẽ luôn đi theo mình.